Cô xin chào tất cả các em. Hôm nay cô trò chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau học môn tiếng Việt, chủ đề Ngày hội quê em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học bài 4, Vần Oăng, Vần Oam và Vần Oáp. Các em hãy bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ cô nhé. Trước khi vào bài học, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau quan sát bức tranh sau. Các em hãy quan sát bức tranh và cho cô giáo biết em nhìn thấy những gì trong bức tranh. Các em ạ, trong bức tranh đó là hình ảnh một đoàn tham quan du lịch đang dẫn các em bé đi tham quan khu du lịch đấy các em ạ. Và ở đây chúng ta thấy mọi người đang dừng lại để quan sát một con vật, đó là con hoẵng. Đây chính là hình ảnh con hoẵng các em nhé. Còn xa xa đó là những ngọn núi, ngôi nhà này. Rồi ở đây chúng ta quan sát thấy là có chiếc thuyền đang neo đậu ở bến, và những con sóng đang vỗ vào thuyền rất là mạnh. Và ở xa xa chúng ta nhìn thấy đó là chiếc cần cầu đang ngoạm đất để xúc đất lên đấy các em ạ. Và bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần luyện đọc nhé. Các em hãy chú ý đánh vần và đọc trơn theo cô vần sau. O á ngờ oăng oăng. O á ngờ oăng oăng. Vần oăng có âm o đứng trước, âm á đứng giữa và âm ngờ đứng sau. Vần oăng có âm o là âm đệm, âm á là âm chính, âm ngờ là âm cuối. Tiếp tục chúng ta đánh vần và đọc trơn cho cô vần sau. O a m oam oam. O a m oam oam. Vần oam có âm o là âm đệm, âm a là âm chính và âm m là âm cuối. O a p oap oap. O a p oap oap. Vần oap có âm o là âm đệm, âm a là âm chính, âm pờ là âm cuối. Cô mời các em đọc trơn lại ba vần này. Oăng, oam, oáp. So sánh cho cô ba vần này xem có điểm gì giống và khác nhau. Các em ạ, trong ba vần này chúng ta thấy điểm giống nhau đó là đều có âm đệm là âm o. Điểm khác nhau là giữa âm chính và âm cuối của các vần là khác nhau. Bây giờ cô mời các em hãy đọc và phân tích cho cô mô hình sau. Âm đầu hờ ghép với vần oăng. Hờ oăng. Hờ oăng hoăng ngã hoẵng hoẵng. Hờ oăng. Hờ oăng hoăng ngã hoẵng. Tiếng hoẵng có âm đầu hờ ghép với vần oăng, thanh ngã trên á. Bây giờ cô mời các em hãy quan sát bức tranh sau và cho cô giáo biết em nhìn thấy trong bức tranh đó là hình ảnh con vật gì. Các em ạ, trong bức tranh này đó là hình ảnh con vật có tên là con hoẵng đấy các em ạ. Và cô giáo có từ sau. Cờ on con. Hờ oăng hoăng ngã hoẵng. Con hoẵng. Các em cho cô giáo biết trong từ con hoẵng thì tiếng nào có chữ vần hôm nay chúng ta học. Các em hãy nhập vào phần bình luận giúp cô nhé. Đáp án của cô là trong từ con hoẵng, tiếng hoẵng có chứa vần oăng hôm nay chúng ta học đấy. Hờ oăng hoăng ngã hoẵng, hoẵng, con hoẵng. Tiếp tục cô trò chúng ta cùng nhau quan sát mô hình thứ hai. Các em hãy quan sát bức tranh thứ hai và cho cô giáo biết trong bức tranh đó là hình ảnh gì. Các em ạ, trong bức tranh đó là hình ảnh chiếc cần cầu. Các em hãy cho cô giáo biết chiếc cần cầu này đang làm gì. Các em nhìn thấy ở đầu chiếc cần cầu này đang ngoạm hàng đấy các em ạ. Đây chính là kiện hàng. Và đây chính là hình ảnh đầu của cái cần cầu đang ngoạm vào cái hàng đấy. Và cô giáo có từ sau. Ngờ ngoam ngoam nặng ngoạm. Ngoạm. Trong tiếng ngoạm có chứa vần oam hôm nay chúng ta học. Ngờ oam oam nặng ngoạm ngoạm. Tiếp tục các em hãy quan sát cho cô bức tranh thứ ba và cho cô giáo biết trong bức tranh thứ ba em nhìn thấy đó là hình ảnh gì. Các em ạ, trong bức tranh thứ ba đó là hình ảnh một chiếc thuyền đang trôi lênh đênh trên mặt biển
và những con sóng biển thì đang sâu vào mạn thuyền, cạnh thuyền, và những con sóng này vỗ ì oạp, cho nên người ta gọi có từ đó là vỗ ì oạp. Và ô vô ngã vỗ, y huyền ì, o a bảo oáp nặng oạp, vỗ ì oạp. Trong từ vỗ ì oạp thì có 3 tiếng, đó là tiếng vỗ, tiếng ì và tiếng oạp. Thì tiếng oạp có chứa phần oáp, và tiếng oạp là tiếng không có phụ âm đầu, chỉ có phần vần và dấu thanh. Tiếng oạp có âm o đứng trước, âm a đứng giữa, âm b đứng sau, thanh nặng dưới con chữ a. O a bảo oáp nặng oạp, vỗ ì oạp. Cô mời các em đọc lại cả bài này. Oăng oam oáp, hờ oăng hoãng, con hoãng ngoạm, vỗ ì oạp. Như vậy cô hướng dẫn các em đánh vần và đọc trơn các vần tiếng và từ có chứa vần oăng, vần oam và vần oáp. Bây giờ cô mời các em hãy chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần luyện viết. Các em hãy chuẩn bị cho cô giáo bảng con. Chúng ta cùng nhau luyện viết vần oăng. Vần oăng có con chữ O đứng trước, có độ cao là 1 ly. Con chữ Á có độ cao là 1 ly. Con chữ N có độ cao là 1 ly. Và con chữ G có độ cao là 2 ly rưỡi. Tiếp tục chúng ta cùng nhau luyện viết từ con hoãng. Chúng ta viết chữ con trước. Từ chữ con sang chữ hoãng chúng ta cách một con chữ O. Thanh nhã chúng ta lưu ý là để trên đầu con chữ Á. Lưu ý độ cao của con chữ H có độ cao là 2 ly rưỡi. Con chữ G có độ cao là 2 ly rưỡi. Tiếp tục chúng ta cùng nhau luyện viết vần oam. Vần oam chúng ta viết con chữ O đứng trước có độ cao là 1 ly. Con chữ A có độ cao là 1 ly. Con chữ M có độ cao là 1 ly. Tiếng ngoạm chúng ta viết con chữ N có độ cao là 1 ly. Con chữ G có độ cao là 2 ly rưỡi. Con chữ O, con chữ A và con chữ M có cùng độ cao là 1 ly. Thanh nặng dưới con chữ A. Vần oáp chúng ta viết con chữ O đứng trước, con chữ A rồi có độ cao là 1 ly. Rồi viết con chữ P đứng sau có độ cao là 2 ly. Và các em viết cho cô từ vỗ, ì, oạp. Chữ vỗ chúng ta viết con chữ V và con chữ O có cùng độ cao là 1 ly. Từ chữ vỗ sang chữ ì chúng ta cách một con chữ O. Chúng ta viết con chữ Y và thanh huyền trên Y. Từ chữ ì sang chữ oạp chúng ta cách một con chữ O. Chúng ta viết vần oáp và thanh nặng dưới con chữ A. Cô mời các em đọc lại bài chúng ta vừa viết. Oăng, con hoãng, oam, ngoạm, oáp, vỗ, ì, oạp. Như vậy cô hướng dẫn các em luyện viết vần và từ ứng dụng, tiếng từ ứng dụng trong bài. Bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo, đó là luyện đọc thêm từ ứng dụng. Bây giờ các em hãy quan sát bức tranh đầu tiên. Chúng ta quan sát thấy đây chính là hình ảnh chú Hà. Và chú Hà này thì có cái khuôn mặt rất là ngộ nghĩnh và có nhiều màu sắc trên người. Và trên mặt của chú đặc biệt có đặc điểm, đó là có bộ râu rất là xồm xoàm. Đấy, chúng ta thấy đây gọi là râu và ria. Tương ứng với bức tranh này, cô giáo có từ sau. Râu, ria, xồm, xoàm. Đây là từ gồm có 4 tiếng. Chúng ta cùng nhau đánh vần và đọc trơn từ này nhé. Rờ âu râu, rờ ia ria, sờ ôm xôm huyền xồm, sờ oam xoam huyền xoàm, râu, ria, xồm, xoàm. Trong từ này có tiếng nào có chữ vần hôm nay chúng ta học? À các em ạ, trong từ này thì tiếng xoàm có chứa vần oam hôm nay chúng ta học đấy. Xà oam xoam huyền xoàm, xoàm. Râu ria xồm xoàm. Tiếp chúng ta cùng nhau quan sát bức tranh thứ hai. Các em thấy đây là hình ảnh em bé đang chạy loang quăng ở trên bờ biển đấy các em ạ.
và hình ảnh này tương ứng với từ sau: chờ ai chay nặng chạy là oang loang quờ ăn quăng chạy loang quăng. Trong từ chạy loang quăng này gồm có 3 tiếng, đó là tiếng chạy, tiếng loang và tiếng quăng. Và trong từ này thì tiếng loang có chứa phần oang hôm nay chúng ta học đấy, là oang loang loang chạy loang quăng. Tiếp tục các em quan sát bức tranh cuối cùng và thấy được rằng đây chính là hình ảnh con cá vàng có hình dáng rất là đẹp. Và các em quan sát thấy là con cá vàng này đang làm gì? Các em quan sát kỹ miệng của con cá vàng đang là ngoáp ra, đúng không nào? Ngoáp hay còn gọi là há miệng to để thở ra đấy thì gọi là ngoáp. Ngờ ngoáp ngoáp sắc ngoáp ngoáp, tiếng ngoáp có chứa phần ngoáp. Tiếng ngoáp có chứa phần ngoáp hôm nay chúng ta học. Cô mời các em đọc lại cho cô các từ này: râu ria xồm xoàm chạy loang quăng ngoáp. Như vậy là cô và các em vừa cùng nhau ôn lại các từ ứng dụng có chứa tiếng và chữ có vần hôm nay chúng ta học. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc bài đọc nhé. Đây chính là nội dung của bài đọc hôm nay chúng ta học. Đó là bài ngày đầu tiên ra biển. Bây giờ cô mời các em hãy chú ý lắng nghe cô giáo đọc mẫu và các em hãy nhẩm theo cô giáo nhé. Ngày đầu ra biển. Lần đầu ra biển, Doanh rất thích. Cậu reo lên mỗi khi thấy những con còng bé xíu trên bãi cát. Ba chỉ cho Doanh nhìn về phía biển bến cảng. Ở đó, chiếc cần cẩu đang ngoạm hàng chất lên xe tải. Xa xa, những con tàu chuẩn bị cập bến. Doanh chạy loang quăng theo chân những con sóng ì ọp vỗ bờ cát. Như vậy cô và vừa đọc mẫu cho các em nghe bài ngày đầu ra biển. Các em ạ, đây chính là hình ảnh bạn Doanh được bố cho lần đầu tiên ra biển để ngắm biển đấy các em ạ. Và bố thì đang chỉ về hướng cái cần cẩu đang ngoạm hàng lên tàu đấy. Và em bé thì đang rất là thích thú và cười vui, đúng không nào? Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đánh vần và đọc trơn từng câu một nhé. Ngờ ai ngay huyền ngày, đờ âu đâu huyền đầu, rờ a ra bờ yên biên hải biển, ngày đầu ra biển. Lờ ân lân huyền lần, đờ âu đâu huyền đầu, rờ a ra bờ yên biên hải biển. Rào anh Doanh, rờ ất rất sắc rất, thờ ích thích sắc thích. Lần đầu ra biển, Doanh rất thích. Cờ âu câu nặng cậu, rờ yêu reo, lờ êm lên, mà ôi môi ngã mỗi, khờ y khi, thờ ây thay sắc thấy, nhờ ưng nhưng ngã những. Cờ on con, cờ âm cong huyền còng, bờ e bia sắc bé, sờ yêu siêu sắc xíu, chờ êm trên, bờ ai bay ngã bãi, cờ át cát sắc cát. Cậu reo lên mỗi khi thấy những con còng bé xíu trên bãi cát. Bờ A3 chờ y chi hỏi chỉ, chờ o cho, rào anh Doanh, nhờ yên nhìn huyền nhìn. Và ê vê huyền về, phở yêu phía sắc phía, bờ ên bên sắc bến, cờ an cang hoài cảng. Ba chỉ cho Doanh nhìn về phía bến cảng. Ơ hoài ở, đào o đo sắc đó, chờ yếc chiếc sắc chiếc, cờ ân cân huyền cần, cờ âu câu hoài cầu, đờ an đang. Ngờ oam oam nặng ngoạm, hờ an hang huyền hàng, chờ ất chất sắc chất, lờ ên lên, sờ e xe, tờ ai tai hỏi tải,
Ở đó chiếc cần cầu đang ngoạm hàng chất lên xe tải. Sở A Sa, nhà Ưng Nhưng Ngã Những, cờ on con, tà ao tao huyền tàu, chào ân chân hỏi chuẩn, bà y bi nặng bị, cờ ấp cấp nặng cập, bà en bên sắc bến. Xa xa những con tàu chuẩn bị cập bến. Rào anh doanh, chờ ai chay nặng chạy, là oăng lăng, quả ăn quăng, thả eo theo, chờ ân chân, nhà Ưng Nhưng Ngã Những, cả on con, sở ong song sắc sóng, y huyền ì, oa bảo áp nặng lạp, và ô vô ngã vỗ, bờ ơ bơ huyền bờ, cờ át cát sắc cát, doanh chạy loăng quăng theo chân những con sóng ì hoặc vỗ bờ cát. À, như vậy cô và các em vừa nhau cùng nhau đánh vần và đọc trơn từng câu một. Bây giờ cô mời các em đọc lại cả bài này, đọc trơn. Ngày đầu ra biển, lần đầu ra biển, Doanh rất thích. Cậu reo lên mỗi khi thấy những con còng bé xíu trên bãi cát. Ba chỉ cho Doanh nhìn về phía bến cảng. Ở đó chiếc cần cầu đang ngoạm hàng chất lên xe tải. Xa xa những con tàu chuẩn bị cập bến. Doanh chạy loăng quăng theo chân những con sóng ì ạp vỗ bờ cát. Bây giờ các em hãy cho cô giáo biết trong bài đọc những tiếng nào có chứa vần hôm nay chúng ta học. Các em ạ, trong bài đọc này tiếng có chứa vần hôm nay chúng ta học đó là tiếng loăng có chứa vần oăng, tiếng quăng có chứa vần oăng, tiếng ngoạm có chứa vần oam và tiếng oạp có chứa vần oáp. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ đi cùng nhau tìm hiểu nội dung của bài đọc này nhé. Các em hãy cho cô giáo biết trong bài đọc lần đầu tiên ra biển Doanh cảm thấy thế nào? Lần đầu tiên ra biển Doanh cảm thấy rất là thích thú. Các em cho cô giáo biết tiếp. Doanh thấy những gì ở trên bến cảng? Các em ạ, Doanh đã nhìn thấy những con còng bé xíu ở trên bến cảng này, trên bãi cát này. Và trên bến cảng thì Doanh đã nhìn thấy những chiếc xe tải đang chở hàng và những chiếc cần cầu thì đang ngoạm hàng để chở lên chiếc chất lên chiếc xe tải chở hàng đấy các em ạ. Như vậy cô và các em vừa cùng nhau tìm hiểu xong nội dung của bài. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo đó là phần mở rộng. Các em hãy nói với nhau về những bài thơ hoặc câu chuyện kể về biển mà em đã được học. Ở đây chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ với bạn của mình về những bài thơ hoặc là những câu chuyện mà các em biết về biển. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em vào tiết học sau. Cảm ơn các em đã xem video. Hãy bấm like để ủng hộ kênh, comment để nêu ý kiến của bạn, đăng ký kênh để được xem video mới.